Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời người rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm trong phần phụng vụ lời Chúa của ngày Chủ nhật 22 thường niên 5C. Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách Huấn Ca, chương 3 câu 17 cho đến 18 câu 20 và câu 28 cho đến 29. Thưa anh chị em, chúng ta sẽ hiểu rõ bài đọc một hôm nay khi bắt đầu tìm hiểu bản văn từ hai câu cuối cùng. Người sáng trí để tâm nghiên cứu ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. Người sáng trí, kẻ khôn ngoan là lý tưởng của tất cả mọi người ở Israel. Dân tộc nhỏ bé này sinh sau đẻ muộn hơn các nước láng giềng hùng mạnh và nổi tiếng, nhưng có được một đặc ân nhờ ân mặc khải, biết rằng tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Thiên Chúa, và khôn ngoan vẫn ở với người đến muôn đời. Vì thế ta cần phải xin Chúa ban cho ta ơn khôn ngoan trong sự quan phòng kỳ diệu và tình thương vô biên của người. Chính do tình thương mà Chúa đã chọn dân Israel làm người gìn giữ những bí mật và sự khôn ngoan của người. Điều đó đã được nói đến trong sách Huấn Ca. Bây giờ đấng tác thành vạn vật truyền lệnh cho ta, đấng tạo thành ta dựng lều cho ta ở, người phán: hãy cấm lều ở Gia Cốp, hãy hưởng phần sản nghiệp ở Israel. Israel là dân tộc tìm sự khôn ngoan mỗi ngày. Thưa anh chị em, nơi thánh điện tôi hằng cầu xin, và cho đến mãn đồi tôi vẫn tìm kiếm đức khôn ngoan. Điểm thứ hai, nếu mỗi người chúng ta đó sống theo như lời dạy của Thánh Vịnh thứ nhất, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc mà chúng ta mong muốn. Phúc thay người vui thú với lời luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. Có nghĩa là lúc nào cũng kiên trì trong việc tìm hiểu lời luật Chúa. Sau này Đức Giêsu cũng nói: ai tìm thì sẽ thấy. Ta còn phải tìm hiểu mãi, bởi vì những gì chúng ta biết chỉ là một giọt nước trong một đại dương mênh mông.
và không bao giờ đủ cả, thưa anh chị em. Cái đó là cái kinh nghiệm thực tế của mỗi người chúng ta đó. Anh chị em nhớ cái này. Nhiều khi mình gặp người này, người kia, người nọ trong cái tương giao thường ngày, có những người nói tôi biết hết mọi sự. Làm sao biết hết mọi sự? Chúng ta thử nhìn lại đi. Dù chúng ta lớn tuổi, chúng ta học giỏi đến đâu đi nữa, bằng cấp học vị cao đến mấy, cái sự hiểu biết chúng ta vẫn có giới hạn lắm anh chị em. Giống như một giọt nước trong một cái đại dương mênh mông. Tôi kể cho anh nghe một cái giai thoại rất ngắn thôi, cũng là một bài học cho chúng ta. Tôi có một cha giáo, bây giờ ngài mất rồi. Ngài nghe một cái người nào đó nói nguyên thuyên về cái này, cái kia, cái nọ, đủ thứ hết. Mà cả cử tọa cũng ngồi im, ngài cũng làm thinh thôi. Ngài nghe hết, ngài hơi khó chịu, nhưng mà ngài không có nói cái gì. Nhưng mà khi mà cái người mà nói đó, thuyết trình đó, nói nghĩa là như là mình ta biết hết mọi sự, nghĩa là không có ai bằng ta đó. Ngài nói theo kiểu miền Nam mà, dốc tổ. Ngài chỉ nói hai từ đó thôi, tất cả là im hết. Bây giờ mà chúng ta gặp cái người nào mà nói với chúng ta, anh chị em, nó cũng biết hết mọi chuyện này kia, chúng ta cũng có thể hiểu là cái người đó là cái người dốc tổ đấy. Nó phét, làm gì có cái chuyện mà biết hết mọi sự nhá. Ông Ben Sira đó hiểu rất rõ điều đó, nên ông đã mở tại Jerusalem vào khoảng năm 180 trước công nguyên, nghĩa là trước Chúa Giêsu Giáng sinh, một trường dạy thần học để quảng cáo cho ngôi trường mới này. Ông nói: hỡi những người không được giáo huấn, hãy đến gần tôi và thụ huấn với tôi. Thọ giáo đấy, chắc chắn chỉ những người cảm thấy cần được giáo huấn mới ghi danh để học. Nếu người ta tưởng mình đã biết tất cả thì người ta thấy không cần phải học nữa. Dù qua các trường lớp, các cuộc diễn giảng, sách vở, trái lại, một con người đích thực của Israel sẽ mở to đôi tai của mình, bởi vì đương sự xác tín rằng mọi sự khôn ngoan đều phát xuất từ Thiên Chúa. Người đó đã để cho Thiên Chúa giáo huấn mình. Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. Dân Israel ghi nhớ rất kỹ bài học này, và họ hằng ngày qua nhiều lần đọc kinh Shema. Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa của chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Ta thấy một điều không thể thiếu được là phải có lòng khiêm tốn, thưa anh chị em. Bởi vì cuộc đời của chúng ta đó, cái lý tưởng mà chúng ta phải theo á, cái người mà chúng ta phải làm sao cho nên giống hơn, càng ngày càng giống hơn, đó là Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, anh em hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Đó là lý tưởng mà chúng ta cần đạt được. Cho nên lòng khiêm tốn quan trọng lắm anh chị em. Khi mà giao du với người khác, chắc cái người có lòng khiêm tốn thì chúng ta cũng dễ nói chuyện và thích hơn. Một cái người lúc nào cũng lên mặt dạy đời đủ thứ chuyện hết thì mình nghe khó chịu lắm. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Trái lại, kẻ kiêu căng tưởng rằng mình biết tất cả mọi sự nên đóng kín đôi tai lại, không cần phải nghe ai nữa, biết hết rồi. Đương sự quên rằng nếu một ngôi nhà đóng kín cửa thì ánh mặt trời không thể lọt vào được. Thật tai hại biết chừng nào, như tác giả sách Quấn Ca nói: kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu, đã mọc rễ trong nó. Tóm lại, bệnh kiêu ngạo là một căn bệnh vô phương cứu chữa. Bởi vì đương sự đầy tự mãn, tâm hồn đóng kín thì làm sao Thiên Chúa có thể bước vào được, thưa anh chị em. Điểm thứ ba, dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế trong Tin Mừng Luca có một cái tiếng văn đặc biệt ở đây. Phải chăng việc làm của người biệt phái đáng cho ta ngưỡng mộ? Thưa không, hoàn toàn không. Anh ta quá tự đắc về bản thân cũng như những việc làm của mình. Hai người lên đền thờ cầu nguyện, mà cái người biệt phái nói lại: Chúa biết không con nè, mỗi tuần ăn chay bao nhiêu lần, bố thí cho bao nhiêu người, làm bao nhiêu lần, không có giống như cái cha thu thuế kia, nó tội lỗi đồ thứ. Anh chị em thấy cầu nguyện như vậy, làm sao Chúa nhậm lời, làm sao mà quán cải được? Tự đắc, tự mãn, tự kiêu và khinh dễ người khác,
nhé. Trong khi người thu thuế khiêm tốn nhận mình nhỏ bé, hèn mọn, tội lỗi, đương sự xác tín tất cả những gì mình có đều do Chúa ban, và đương sự đặt trọn niềm tin vào Chúa và chỉ tin một mình Chúa mà thôi. Đương sự sẵn sàng đón nhận mọi ân huệ và sự tha thứ của Thiên Chúa, và nhờ đó đương sự được hạnh phúc. Người biệt phái chẳng cần gì cả, vì anh ta thấy mình có mọi sự rồi, và anh ta ra về giống như lúc anh ta mới đến đền thờ để cầu nguyện. Trong khi người thu thuế trở về nhà và được biến đổi. Tất cả mọi sự khôn ngoan đều phát xuất từ Thiên Chúa, và khôn ngoan vẫn ở với người đến muôn đời. Ông Ben Sira đã nói như thế, và ông tiếp tục: Thiên Chúa đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến người, và xa hơn khi nói về Israel, chỉ lắng tai nghe một chút mà tôi đã hấp thụ được và tìm thấy cho bản thân một giáo huấn dồi dào. Ngôn sứ Isaiah cũng nói niềm vui của những người khiêm tốn được Chúa ban muôn ân lành. Nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi, và vì Đức Thánh của Israel, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng. Chúng ta cũng nhớ lời nói của Chúa Giêsu: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Và điểm cuối cùng trong bài đọc một, thưa anh chị em, đối với người khiêm tốn, Thiên Chúa thực hiện những việc lạ lùng, Người biến họ thành những người phục vụ kế hoạch cứu độ của Người. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah mô tả kinh nghiệm người tôi tớ của Thiên Chúa: Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để cho tôi biết lựa lời nâng đỡ những ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng Người đánh thức tôi, Người đánh thức tôi để tôi lắng nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tay tôi, còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Thưa anh chị em, chúng ta nhớ đó, nhiều khi một cái người khiêm tốn, một cái người có khi mà bình thường chúng ta thấy không có năng lực, không có đủ khả năng để làm một cái việc trọng đại đó, nhưng mà rồi thưa anh chị em, Chúa dùng những người đó để biến đổi cả thế giới đó anh chị em. Ví dụ như trường hợp cha sở họ Axel ở bên Pháp, Thánh Gioan Maria Vianney đấy, một cái người có khi mà học ở trong chủng viện, có khi cái gọi là cái trình độ trí thức có thể không có cao, nhưng mà Chúa dùng một con người đó để biến đổi, trước tiên là cái họ đạo cái giáo xứ Ạc thành một cái cộng đoàn hết sức là nhiệt thành, siêng năng, gọi là sống có đức tin, nghĩa là sống đức tin của mình, siêng năng tham dự thánh lễ. Hồi trước là họ rất là bê bối, và rồi Chúa dùng con người đó để làm gì nữa? Thưa, để quán cải những người tội lỗi. Ngài được gọi là cái kẻ chịu tử đạo, cái người chịu tử đạo ở tại tòa giá tội. Bởi vì trong 30 năm cuối cuộc đời Ngài đó, anh chị em biết, mỗi ngày Ngài ngồi giải tội, ngồi liên tục tại tòa giá tội 17 tiếng đồng hồ trong 30 năm như vậy. Và biết bao nhiêu người không chỉ bên nước Pháp mà ở trên thế giới đến để xin Ngài giúp hòa giải với Chúa. Một con người rất là khiêm tốn, thưa anh chị em nha. Và khi Ngài hấp hối đó, gần chết đó, vẫn còn có người đến xin xưng tội à. Cho nên chúng ta thấy Chúa dùng con người đó. Hay Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đó, một cái ông cụ già, khi mà người trên thế giới người ta nghe tin là Ngài được chọn làm giáo hoàng, nhiều người nhún vai khinh dễ. Ông già đó mà lên làm cái gì, 77 tuổi không lo nghỉ đi, nhiều người người ta nói hổng hào lắm anh chị em. Nhưng mà rồi Chúa dùng cái người đó, con người đó để làm gì? Để khai mạc, mở ra Cộng đồng Vaticano thứ hai, Canh Tân Giáo Hội, thưa anh chị em. Bây giờ chúng ta hiểu ông Mô-sê kính múc nguồn năng lượng ở đâu để trở nên một người phục vụ không biết mệt mỏi kế hoạch của Thiên Chúa. Sách Dân Số tiết lộ cho ta biết bí mật này đây. Ông Mô-sê là người hiền lành nhất đời đó. Đức Giê-xu, người tôi trung tuyệt vời của Thiên Chúa, tâm sự: Tôi hiền lành và khiêm nhường. Và Thánh Phao-lô cũng chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng của mình: Nếu phải tự hào thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi. Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Đáp ca Thánh Vịnh 67
thưa anh chị em. Thánh vịnh 67 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát là thánh vịnh ca tụng Đức Kitô Khải Hoàng. Ta cùng suy niệm thánh vịnh vừa nghe. Những người công chính múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời, hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người. Danh Người là Đức Chúa. Chắc chắn chúng ta không thể không nhớ đến việc vua David nhảy múa trước hòm bia Thiên Chúa khi di chuyển hòm bia về Jerusalem. Và ở trong cái câu chuyện này, nó có một cái giai thoại nhỏ anh chị em. Cái bà hoàng hậu Mican đó, là vợ vua David, khi thấy người chồng của mình là một bậc quân vương mà nhảy múa gọi là như điên vậy trước cái hòm bia Thiên Chúa, bà gọi là xem thường người chồng của mình, nói những lời có vẻ nó khinh dễ. Kể từ đó nhà vua cho cái bà vợ của mình đi vào lãnh cung cho tới chết luôn. Bởi vì đối với vua David, làm tất cả mọi sự để phục vụ Chúa là cái điều phải làm. Nhưng sâu xa hơn, đó là niềm vui của dân Israel được Chúa giải thoát khỏi nô lệ của Ai Cập mà thánh vịnh muốn nói đến ở đây. Chúng ta nhớ lại bài ca của ông Môsê sau khi vượt qua biển đỏ an toàn, mà tối thứ bảy dòng phục sinh, cái bài đọc thứ ba sau cái bài đọc thứ ba tích sách xuất hành, thường là ca đoàn hát cái bài vang lên muôn lời ca mà chúng ta đều nhớ nha. Và rồi nữ ngôn sứ Miriam em ông Aharon cầm lấy trống, mọi phụ nữ theo bà đi ra vừa đánh trống vừa nhảy múa. Bà Miriam sướng lên rằng: hãy hát mừng Đức Chúa, đấng cao cả uy hùng, kỵ binh cùng chiến mã, Người xô xuống đại dương. Rồi sau đó biết bao lần Thiên Chúa can thiệp trong cuộc xuất hành, từ nay về sau có biết bao lý do để múa nhảy mừng vui. Thưa anh chị em, trong những câu trích của thánh vịnh hôm nay đó, sự can thiệp của Thiên Chúa càng rõ nét hơn nữa. Kẻ tù đày người trả lại tự do, hạnh phúc, lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu, gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài bổ sức cho, lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo. Đối với chúng ta, thưa anh chị em, các Kitô hữu đó, chúng ta không trông đợi Ngài Đức Chúa giải thoát vĩnh viễn khỏi mọi xiềng xích của tội lỗi, kẻ tù đày người trả lại tự do hạnh phúc. Chắc chắn chúng ta nghĩ đến sự phục sinh của Đức Kitô và của cả chúng ta nữa. Chúng ta bước sang điểm thứ ba, thưa anh chị em. Bài đọc hai trích từ thư Hebrê chương 12 câu 18 cho đến 19 và câu 22 cho đến câu 24. Thưa anh chị em, bài đọc hai hôm nay trích từ thư Hebrê nói về hai giao ước. Ở đây chúng ta nghe lại những từ ngữ rất quen thuộc ở Israel: núi Sinai, lửa đang cháy, mây mù, bóng tối và giông tố, tiếng kèn Sion, Jerusalem. Những kẻ đã được ghi tên trên trời đến cùng Thiên Chúa, đấng xét xử giao ước. Các từ ngữ này gợi lại tất cả kinh nghiệm thiêng liêng của dân Israel trong giao ước cũ, tức là cựu ước được ký kết trên núi Sinai. Ông Môsê đến gần Thiên Chúa trong khi dân chúng đứng xa xa, khi nghe tiếng sấm và tiếng tù và, khi thấy ánh lửa và núi bốc khói, toàn dân sợ hãi run rẩy và đứng xa xa. Họ nói với ông Môsê: xin chính ông nói với chúng tôi mới dám nghe, nhưng xin Thiên Chúa đừng nói với chúng tôi, kẻo chúng tôi chết mất. Trong giao ước mới, tức là tân ước, được ký kết bằng máu của Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá, thì hoàn toàn khác, thưa anh chị em. Tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy là chúng ta nè, đều thiết lập một mối liên hệ thật sự và thân tình với Thiên Chúa. Tác giả bức thư mô tả kinh nghiệm thiêng liêng mới này như là bình an bước vào một thế giới đẹp đẽ và vui tươi. Anh em đã tới núi Sion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống là Jerusalem trên trời, nơi con số muôn vàng thiên sứ. Anh em đã tới dự hội vui giữa các con đầu lòng của Thiên Chúa là những kẻ đã được ghi tên trên trời. Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính để được nên hoàn thiện. Anh em đã tới cùng vị trung gian giao ước mới là Đức Giêsu. Từ nay về sau, thưa anh chị em, sự kính sợ Thiên Chúa thay đổi ý nghĩa. Vào thời cựu ước, đó là sự sợ hãi trước những cuộc thần hiện bày tỏ quyền năng của Thiên Chúa, sự sợ hãi đến nỗi dân không dám nghe tiếng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, những ai đã biết Đức Giêsu đều nhận ra Người
dung mạo thật sự của Chúa Cha, sự sợ hãi biến thành sự tín nhiệm với tình con thảo. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến cho anh em trở thành nô lệ và phải sợ hãi như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, để chúng ta được kêu lên Abba, Cha ơi. Chính thần khí chứng thực chúng ta là con cái Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 15 cho đến 16. Do đó Đức Giêsu giữ vai trò đứng trung gian của giao ước mới, vì người cho phép những ai đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy được đến gần Thiên Chúa. Và cuối cùng, thưa anh chị em, chúng ta suy niệm bài tin mừng Luca chương 19 câu 1a, câu 7 cho đến câu 14. Thưa anh chị em, trong tin mừng Luca ta thường thấy khung cảnh của các bữa tiệc. Ví dụ như bữa tiệc tại nhà ông Simon thuộc nhóm Pharisêu, thái độ sám hối của người phụ nữ và tấm lòng bao dung của đấng cứu thế. Tại nhà hai cô Martha và Maria, rồi tại nhà một người Pharisêu nữa, Đức Giêsu khiển trách những người Pharisêu và các người thông luật. Tầm quan trọng mà Đức Giêsu gán cho các bữa ăn nhằm đã phá luận điệu của những kẻ ác ý. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và tội lỗi. Ba trong các bữa tiệc diễn ra tại nhà của những người Pharisêu là dịp gây ra tranh cãi và bất hòa. Mời anh chị em cùng nghe qua. Trong bữa ăn thứ nhất đó, tại nhà ông Simon, một người phụ nữ tội lỗi đến ngồi dưới chân Chúa Giêsu và khóc, rồi lấy tóc mà lau chân người. Người ta nghĩ rằng đó, Chúa Giêsu chắc chắn là sẽ kể là mắng chị này đó, hay là khiển trách nặng lời đó. Nhưng mà trái với cái điều mọi người họ suy nghĩ, Chúa Giêsu xem chị như là một gương mẫu cho người khác về lòng thống hối. Thưa anh chị em, trong cái bữa ăn thứ hai đó cũng là dịp cho một sự hiểu lầm tai hại, vì Chúa Giêsu không có rửa tay trước khi vào bàn ăn. Mà đối với người Do Thái, họ giữ cái điều đó như chúng ta là cái việc thường thức thôi, sát khuẩn tay trước khi ăn là bình thường. Nhưng mà họ cho đó mang một cái ý nghĩa tôn giáo nha. Cho nên họ bắt bẻ Chúa Giêsu dữ dội, và cuộc tranh luận rất gay gắt. Và nhân dịp này, Đức Giêsu đưa ra một lời công kích rất nặng nề. Thánh Luca kết thúc câu chuyện này khi nói: khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Điểm thứ hai, chúng ta trở lại với bài tin mừng hôm nay. Thưa anh chị em, kể lại việc Đức Giêsu dự bữa tiệc lần thứ ba tại nhà một người Pharisêu. Luca đặt bữa tiệc này trong khung cảnh của ngày Sa-bát, mà đối với người Israel, thưa anh chị em, họ giữ ngày Sa-bát rất là gọi là ngặt lắm nha. Tất cả chúng ta đều biết tầm quan trọng của ngày Sa-bát trong đời sống của dân Israel. Đối với họ, ngày Sa-bát là ngày nghỉ ngơi, ngày lễ hội và tràn ngập niềm vui để vinh danh Chúa. Lễ mừng việc tạo thành thế giới, mừng việc Chúa giải phóng dân khỏi ách nô lệ Ai Cập, trong khi chờ đợi ngày đại lễ, ngày Chúa canh tân toàn thể tạo vật. Vào thời Đức Giêsu, dân vẫn mừng lễ như vậy và có một bữa ăn long trọng để mừng. Bữa ăn này là dịp tiếp đón những người cùng một niềm tin với mình. Nhưng những điều luật Môsê cấm làm trong ngày Sa-bát lại quá nhiều, trong khi nên một số người lại thiếu một cái điều chính yếu, đó là lòng bác ái huynh đệ. Thưa anh chị em, hôm ấy khi bắt đầu bữa tiệc đó, có một cái cảnh tượng mà không có trích dẫn trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe là nguyên nhân của cái cuộc tranh luận. Thưa anh chị em, Đức Giêsu chữa lành cho một người bị mắc bệnh phù thủng. Đây là dịp gây ra những cuộc tranh luận mới trong bàn ăn, vì Đức Giêsu bị cáo buộc không giữ quy định nghỉ ngơi của ngày Sa-bát, không có được làm gì hết, kể cả nấu ăn nữa. Bây giờ chữa bệnh không được nữa, thiếu cái gọi là cái lòng bác ái, thiếu cái lòng nhân đạo. Thưa anh chị em nhé, chúng ta đừng ngạc nhiên về những gì mà bài tin mừng kể lại cho chúng ta về mối liên hệ giữa Đức Giêsu và nhóm Pharisêu, tức là nhóm biệt phái đó. Đối với một số người biệt phái đó, họ rất có cảm tình với Đức Giêsu, trong khi một số khác lại rất là ác cảm với người.
Những người thuộc nhóm Pharisêu có cảm tình với Đức Giêsu là những người rất tốt. Chúng ta nhớ lại, nhóm đạo đức Pharisêu được hình thành vào khoảng năm 135 trước Công nguyên, nghĩa là trước Chúa Giáng sinh, với định hướng là hoán cải đổi mới đời sống. Họ bị lưu đày ở Babylon và nói tại tội của mình thì bây giờ Chúa phạt, bây giờ muốn Chúa tha cho mình trở về quê cha đất tổ thì bây giờ phải hoán cải, phải sám hối. Và họ lập một cái nhóm đạo đức, họ sống tách biệt. Pharisêu có nghĩa là tách biệt với người khác thôi anh chị em. Nhưng mà điều họ là những người tốt đấy, nhưng mà có những người ở trong đó họ quá chú trọng đến cái bề ngoài mà quên đi cái chuyện bên trong tâm hồn. Do nhiều khi Chúa Giêsu chỉ trích nặng lời, gọi họ là những cái mã tô vôi chẳng hạn nha. Họ thông thạo lề luật, giữ luật nghiêm ngặt theo mặt chữ, tự cho mình là thánh thiện, sống tách biệt với dân nghèo và dân ngoại. Dưới thời vua Herod, cả 6.000 người thuộc nhóm Pharisêu từ chối việc thề trung thành với đế quốc Roma và vua Herod nên bị trừng phạt, thưa anh chị em, mà nhất định không có thể trung thành, chỉ trung thành với lề luật Môi-se thôi. Việc giữ gìn cẩn thận tính tôn giáo của nhóm này dựa trên một truyền thống rất là đáng kính. Những người biệt phái thường có óc nệ luật, tự cao tự đại, nhất là giả hình. Đức Giêsu đã nặng lời chỉ trích các thói xấu đó của họ. Sau khi đền thờ Jerusalem bị quân Roma phá hủy vào năm 70 của thời đại chúng ta, nhóm biệt phái đã có công duy trì và gây dựng lại luật truyền thống cho Do Thái giáo. Điểm cuối cùng thưa anh chị em, mới nhìn qua đó, chúng ta thấy những lời khuyên của Đức Giêsu về việc chọn chỗ ngồi trong cái bữa tiệc đó và việc chọn khách mời cũng cần được cân nhắc sao cho hợp tình hợp lý. Tại Israel và nhiều nơi khác, các bậc khôn ngoan viết nhiều châm ngôn về vấn đề này. Chẳng hạn trong sách châm ngôn: trước long nhan đừng lên mặt kiêu kỳ, đứng vào chỗ của hàng vị vọng, thà được người ta bảo xin mời ông lên trên còn hơn bị hạ xuống trước mặt người quyền cao chức trọng. Và trong sách Huấn Ca: khi người quyền thế mời gọi con hãy lẩn đi, tránh đi, như thế người ta càng mời mọc con hơn nữa. Đừng có dồ dập kẻo bị tống cổ ra, cũng đừng đứng xa xa kẻo bị quên mất. Nhưng vấn đề Đức Giêsu đưa ra đi xa hơn, rõ ràng là vì những người biệt phái là những người rất tốt, nhưng những người trung thành tuân giữ luật của Do Thái giáo, Đức Giêsu cảnh báo họ về nguy cơ khinh dễ người khác, thưa anh chị em. Nhưng nhất là họ cần nhiệt thành tìm kiếm theo gương của các ngôn sứ, họ cần mở mắt ra trước khi quá muộn. Quá tự đắc sẽ trở nên mù quáng, khó vào nước trời lắm. Để có thể vào nước trời cần phải có tâm hồn trẻ thơ. Việc hoán cải dẫn đưa vào nước trời nếu ta nhận biết mình hèn yếu trước mặt Thiên Chúa. Mà vũ ngôn người Pha-ri-siêu và người thu thế lên đền thờ cầu nguyện là một ví dụ điển hình. Chính những người Pha-ri-siêu cũng biết rõ ràng việc tiếp đón những người nghèo khổ tật nguyền là dấu chỉ của nước trời. Trong thực tế có đời sống hàng ngày, tất nhiên khi chúng ta tổ chức ăn tiệc, tổ chức một cái bữa cơm thì chúng ta mời những người bạn bè thân thiết chứ, đâu có mời những người xa lạ đâu, ngoài đường đâu. Nhưng mà ở đây Chúa nhắc nhở chúng ta đừng quên họ, thưa anh chị em.